Sự phân phái tuần trước chúng ta học rồi, đó là dạo đạo kết tập tâm tạng thứ ba này, nó tất cả là 18 bộ phái chính. Mà má a sa di cá là phân ra được làm 6 bộ phái, cái ra đá thì là 12 bộ phái. Rồi về sau còn phân nữa chứ không phải như đó đâu. Tới thời sau khi Phật Niết Bàn độ khoảng 218 năm, đó là tính ngược á. Thì Phật giáo chia ra là 18 cái tông phái như vậy. Về sau còn nữa chứ không phải tông nữa. Bây giờ riêng cái bộ Luận Cà La Thú này nó nhiều cái tranh cãi của những học giả, với những một số nhà nghiên cứu Phật giáo nói rằng cái bộ luận này á, thì là Cà La Thú là luận điển, nhưng mà ngài cũng sử ngài dịch cái bộ này là ngữ tông. Ở trong này nó không có cái chữ qua đi, nó cũng khó mà nói là chữ ngữ được. Qua đi là cái lời nói, mà ra ngữ tông cũng không có chữ văn xá nữa thì cũng không khó mà dịch được cái chữ ngữ tông. Nhưng mà các bạn cứ tôn trọng ý kiến của ngài. Người cái thao quá thú là những cái điểm để mà biện luận hay là tranh luận. Cho nên bộ tiếng Anh bà Ray David bà dịch ra là những điểm dị biệt, mà chị Quỳnh Hương chỉ dịch là những điểm dị biệt. Về sau thì lấy là tên cũng luận điểm, mình thấy chữ luận điểm này nó có vẻ chuẩn hơn. Cho nên chị Quỳnh Hương dịch cái bộ này là tâm an minh tuệ đó, phần Quỳnh Hương. Rồi riêng cái bộ này một số nhà học giả cho rằng đây là không phải là dạy của Đức Phật, mà đây là một cái tác phẩm là do ngài Mốc Ca Lý thứ 8 thứ 6 đã soạn ra. Tức là ngài thứ 6 con Mốc Ca Lý, hai con của bà Mốc Ca Lý. Để soạn ra sang cuộc cái tập tâm tạng lần thứ ba. Và trong cái cuộc cái tập tâm tạng lần thứ ba này, 3 tháng đầu là chỉnh đốn tất cả những cái tri kiến sai biệt đối với Theravada. Cho nên bộ này được gọi là bộ phá, tức là phá hết những cái tà kiến. Những cái tà kiến vào thời điểm đó thì nó cũng đơn giản hơn nhiều so với bây giờ. Bây giờ thì nó bàn bạc đủ chuyện trên đời hết. Cái bộ này được gọi là bộ khóa, nhưng mà cái nhà học giả nói đây là cái bộ mà do ngài Mốc Ca Lý Bồ Tát xuất xá cho soạn ra, cho nên gọi là của đệ tử Phật chứ không phải là của Phật. Nhưng mà Theravada phải truyền thống á, thì bảo vệ cái bộ này cho rằng đây là bộ chánh tạng do Đức Phật ngài thuyết. Mà theo ngài Bồ Tát Quan Xá trong cái sớ giải về như là bộ Bá Banh Chá, không phải Bá Banh Chá mà bộ Banh Chá Pakarana, đó là cái bộ đầu tiên nó sẽ giải về Atthasanghini, được gọi là bộ của Thammasanghini, thì cái bộ đó gọi là Atthasanghini, giải về cái bộ đó năm bộ sau
thì được cái tên là Banh Chá Bacarana. Đúng rồi, chính xác ra thì cái bộ Cà Thông Có Thú này được Đức Phật ngài thuyết là, nhưng mà chỉ có 500 câu. Và 500 câu này được Đức Phật ngài thuyết trong vòng 13 ngày, gồm có 7.100 pháp môn. Đó là pháp vững. 7.100 pháp vững. Và số chư thiên thành đạt được á, thành tựu được thánh quả đó là 70 triệu. Có 500 câu. Thì theo đó bảo vệ cho đây là chánh tạng. Nghĩa là 500 câu này ngài Mục Lý Bút Tát sát triển khai 500 câu này rộng ra. Triển khai rộng ra, tức là giải rộng ra đó. Và nó xoay quanh ở những cái pháp uẩn luôn đó. Nó tương tự giống như chúng ta có cái trong chung một kinh, có bài kinh mà Mật Hoàng đó. Kinh Mật Hoàng thì Đức Thế Tôn ngài giảng vắn tắt, thì ngài Maha Cách Cha Ná đó, giảng rộng ra, giảng rộng ra, xoay quanh những cái pháp uẩn đó. Và khi mà nói, khi mà lên trình Đức Phật, Phật nói là nếu mà có hỏi Như Lai, Như Lai cũng giảng rộng như con Như Lai. Và trong đó được xếp vào trong chánh tạng. Tức là lời đó là lời của ngài Maha Cách Cha Ná, nhưng được Đức Phật công nhận danh xếp vào trong chánh tạng. Thì đó đã bảo vệ đó, mặc dù đây chỉ có 500 câu, thì trong cái bộ này gồm có cả 1.000 câu, thì ngài Mục Lý Bút Tát soạn thêm 500 câu nữa. Mà 500 câu này quay vòng chung quanh những cái pháp uẩn của 500 câu trước, nó là giảng rộng ra thôi, theo ngôn ngữ hiện đại. Nếu là không có đi khác, ví dụ thầy thầy nói vô thường, chánh tạng gọi vô thường thì ngài có thể nói là nó thay đổi, nó chuyển dịch, nó không có tồn tại chẳng hạn vậy, thì nó cũng là như vậy thôi, nhưng mà triển khai ra rộng. Thì một số học giả khác á nói rằng là trong cái thời Đức Phật không có danh từ Cà Thâu Có Thú, cho nên danh từ Cà Thâu Có Thú là được đặt từ sao, đặt tên vì sao, nhớ cái tác phẩm này, đó là những nguồn điểm. Về theo đó đã phản đối cái nguồn điểm này và dẫn chứng rằng ở trong thời Đức Phật có bà Khê Ma, bà này được nổi tiếng là Cà Thâu Có Thú. Quá ra na là khôn khéo, Cà Thâu Có Thú là luận điểm, khôn khéo trong cái tranh luận, rất là khôn khéo. Nên từ Cà Thâu Có Thú đã có biết từ cái thời đó, thời Đức Phật, chứ không phải là sau này mới biết. Đó là những cái đại khái là giữa hai bên vậy đó, có tranh chấp nhau, thì bên đây nó bên này không phải của Đức Phật, nhưng bên đây nó phải của cái này của Đức Phật, thì họ vẫn tìm những cái lý lẽ để bảo vệ cái quan điểm của mình. Thì dù cách nào chăng nữa thì trong này cũng là một cái bộ mà có rất là nhiều cái tư liệu quý giá để chúng ta khai mở được những cái, dù là Đức Phật hay không phải Đức Phật, nhưng trong đó khi mà chúng ta tham khảo rồi đó thì chúng ta sẽ mở ra rất là nhiều cái chân trời mới. Cái chuyện này chuyện ngày xưa đi, nhưng nói chuyện hôm nay cho nó vui hơn. Thì mỗi người bên Theravada thì bảo vệ cái luận điểm này, bên kia bác bỏ, thì chúng ta chỉ ghi nhận vậy thôi, cái những cái lý lẽ của nhau.
Để trong bộ này nó còn có 23 chương hả? À, đúng không? Không có 23 chương. Nhưng nó là 216 lục điển của 18 tông phái. Có lẽ là 23 chương. Ở trong đó trình bày tất cả những cái quan kiến mà ngược lại với Sa Đà Bà Đa. Và trong đó có rất là nhiều cái lý lẽ mà để đại khái là vặn vẹo lẫn nhau đó. Rồi bắt từ, bắt lý, bắt đủ. Vừa từ, vừa lý, vừa nghĩa. Trong khi cho nên sau này cách ra biện luận của Phật giáo ngày xưa đó, chúng ta học tập được, chúng ta bắt từ cũng có, bắt nghĩa cũng có, bắt lý cũng có, chứ không phải chỉ là đơn giản thôi. Trong đó rất là chặt chẽ. Vừa từ vừa lý vừa nghĩa. Thì cái luận điểm thứ nhất, nghĩa là Cà Lao Tú. Cái luận điểm thứ nhất của Cà Lao Tú nghĩa thứ nhất này, chữ Pali là Pukkalo. Ô ba lá ba tí, lá ba tí. Tất chí cá ta. Paramatthenati. Đối với Paramattha đó, nó chia cắt ra Paramatthenati. Nó là một câu hỏi. Thì đây dịch đó, làm dịch ra tiếng Việt đó, nó là người. Pukkalo, người. Ô bá lắp bắp tí. Ô bá là tới gần. Lắp bắp tí là đã nhận được. Thì tới gần. Cái chữ này nè, ô bá là gần. La phát tí đó, nó là biến thể của từ la phát tí. La phát tí là nhận được, la phát tí là đã nhận được, hay là có nhận được. La phát tí là cái động từ, có nghĩa là nhận lấy, nhận được. Nó thêm chữ B vô là la phát tí là có nhận được, đã nhận được. Đến gần có nhận được. Nên vậy này dịch cho dễ, cho nó văn cảnh, cho nó dễ hiểu, dễ đọc á. Nghe là được nhận thấy. Người được nhận thấy. Còn cái chữ mà sách trá cách thá, cách thá chấm dưới nha. Từ điển Bali Việt không có. Phải tra với từ điển Anh, Bali Anh. Ở đây nếu này theo đúng phân tích từ ra đó, sách trá là sự thật. Trá là sự thật.
này á, đúng ra đó nó là số 8. Nhưng mà đây là nếu mà nó không phải là danh từ, sách chí cá là cái người nhận được sự thật. Sách chá nó là sự thật, còn sách chí cá nếu mà phân tích từ nó ra cho nên có chữ A này, chữ A nằm đây cứ cộng cho chữ ách há này. Theo nguyên tắc của Bali thì nó xóa một cái phụ âm ra trước để vô vậy, nó gọi nguyên tắc sanh thí là nói liền. Và sách chí cá là sự thật là người, hay là cái người đó là sự thật, chí cá đây là người. Mà á thá này nó không có nghĩa là số 8 nữa, mà cũng không là nghĩa nữa, mà nó ở một mức độ rất cao. Nên đây nó là nhận thấy là sự thật cao độ. Đây là số cao. Paramattha, Parama cộng với á thá. Ở đây Parama cộng á thá, Parama là tuyệt đỉnh. Trên chữ Parama có thể dịch là cực, cực là cao nhất thứ hai á, là cao nhưng mà nó cao mức độ thôi. Thật sự mình chữ cao tổ cũng không lấy, nhưng mà chữ bát đa má là cực điểm. Cho nên cái chữ niết bàn năng bát đa măng xuất thân á, nếu mà dịch mà đúng hơi bay bướm chút á, niết bàn là cực lạc đó, niết bàn là cực lạc đó. Cực là nó đỉnh cao, không có chỗ nào so sánh được nữa. Cho nên ngài hòa thượng Tịnh Sự dịch chữ này chỉ siêu. Paramattha dịch là siêu lý, nhưng mà Attha đây không phải là cái lý lẽ, không phải, mà là cái vật thể, cái vật đó, cái điều đó. Ở đây Attha không còn có nghĩa là cái lý nữa, mà nó là một cái pháp, hoặc là một cái điều gì đó, hoặc là một cái vật gì đó. Cho nên chỗ này để theo phù hợp với ngôn ngữ thì chúng ta sẽ nói là người được nhận thấy là sự thật cao tổ. Đây á thá này đó là một cái thể, tức là một cái vật gì đó, cho nó là chân thể. Tuyệt đối. Người được nhận thấy là một cái chân thể tuyệt đối, có nghĩa là nó là một cái sự thật, nó là một cái vật đó, hay là một cái thể đó, nó là một cái pháp nữa đó, mà nó là tuyệt đối, nó có thay đổi. Paramattha là cái gì nó không thể thay đổi, nó có thể thay đổi. Ví dụ bây giờ nó có thể diệt đi, nhưng mà nó sanh lại cái đó, nó đã sanh lại rồi thì là như vậy, không bao giờ thay đổi. Ví dụ như thọ, nó cảm giác mình á, cái cảm giác này nó sinh lên nó diệt đi, nhưng mà một khi cái thọ này, ví dụ thọ lạc đi, nó sinh lên nó diệt đi, rồi thọ lạc tiếp tục ra, thọ lạc khác nó sanh lên, nó cũng phải là y hệt như vậy, không có gì thay đổi, nó có thay đổi. Nếu là thọ khổ sanh lên, nó phải là khổ, rồi nó diệt đi, mà thọ khổ lại tiếp tục sanh lên nữa, lại có một thọ khổ khác sanh lên nữa, thì nó cũng vẫn y hệt như vậy, nó không thay đổi. Nó gọi là Paramattha, là cái vật thể nó không bao giờ thay đổi, nó tuyệt đối như vậy. Ví dụ như sắc,
sách Pháp á, nó có thể sanh nó diệt, nhưng mà cái bản chất của nó là vô tri giác thì nó sanh lên nó vẫn cứ là vô tri giác, nó biết chứ không phải hôm nay nó không biết rồi nó diệt đi, nó sanh lên nó diệt đi rồi nó sanh lên trở lại là nó biết chuyện không có xảy ra, không hề xảy ra. Rồi quốc giả chúng ta thấy là nếu mà tâm, cái phận sự của tâm này á, nó là biết cảnh, mà phận sự nó là dẫn đầu các tâm sở, tâm nó phải phân biệt tâm và tâm dương khác nhau thế nào. Vừa rồi tôi đi gắt đi có một câu hỏi mà nằm trong bộ Thắng Pháp Tổng Vô Lượng, ở bên Đại Tùng Lâm cũng dạy bộ này, nếu dạy sao thì không biết. Những cái câu hỏi tâm, hãy phân biệt tâm và tâm dương, mà hầu như cả lớp bỏ câu này, nó rất là đơn giản. Tâm nếu định nghĩa rõ là sự biết cảnh, còn gọi là tâm dương bởi vì nó là vua, thì cái phận sự của nó chính là tâm dương đó, nó dẫn đầu các tâm sở. Nếu mà lấy được cái ý nghĩa này ra thì tâm với tâm sở nó, quên, tâm với tâm dương nó chỉ khác nhau có ý nghĩa thôi. Tâm là biết cảnh, còn nó tâm dương có nghĩa là muốn chỉ ra cái phận sự của nó là dẫn đầu các tâm sở. Và cái tâm dương này được nằm ở trong câu Pháp Cú thứ 1, thứ 2 đó, ý dẫn đầu các pháp đó, ý là chủ ý tạo đó. À, nhưng mà tất cả trong lớp đó, khoảng chừng 61 thí sinh, khi mà sư gom bài coi lại được khoảng 10 bài trả lời rồi. Chọn nhiều thì là chọn câu thứ hai, hãy tâm nó là biết cảnh rồi thì nó có thể diệt sinh diệt đi, nhưng mà khi nó sanh lên nó phải là biết cảnh, không có cách nào khác nữa, nên nó gọi là bát la mắt phá. Mà cái bát la mắt phá này nè, bát la mắt phá này nó kêu là một bốn pháp. Là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết. Niết bàn nó chỉ có một tư cách, một phận sự một thôi. Phận sự của niết bàn là gì? Phận sự của niết bàn là gì? Ở đây có ai thích niết bàn không? Thích phải tìm hiểu hả? Phận sự của niết bàn là diệt vĩnh viễn, diệt đế chính là niết bàn đúng không, là sự thật của diệt đúng không, thì niết bàn là diệt, mà diệt vĩnh viễn, nghĩa như là diệt khổ rồi đó, nhưng mà khổ từng cấp độ, nhưng mà cái gì mà nó diệt rồi là cái đó đừng bao giờ sanh lên, đừng bao giờ, đừng có đường hồng mà sanh lên. Ví dụ như bậc chừa lưu diệt thân kiến và nghi gián thủ đúng không, phải không, thì từ đó cho đến khi niết bàn á, từ đến khi mà viên tịch á, thì đừng bao giờ nói ba cái pháp này sanh lên đó, đừng bao giờ nói diệt mà không bao giờ sanh lên nữa thì diệt vĩnh viễn luôn. Bậc A-na-hàm diệt ái dục đúng không? Đó diệt sân và dục ái đúng không? Cho dù từ vị đó còn lăn trôi bao nhiêu ngàn kiếp cái đất thì kệ, nhưng mà dục ái và sân không bao giờ. Ví dụ như Thượng Lưu Quang Bất Quần nha, cái vị đó là A-na-hàm, về Thượng Lưu Quang Bất Quần là sinh về năm cõi tình cư là vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện, sắc của cánh. Ở đây là 1000 kiếp trái đất này.
ngàn kiếp nè, đây 4.000 kiếp nè, đây 8.000 kiếp nè, đây 16.000 kiếp nè. Với bà Visoka vô Bình Xây Dương như trời đó thích thì cho dù là một thời gian dài như vậy đó, 31.000 kiếp cái đất nữa, thì sân và dục ái không bao giờ sanh lại, không bao giờ. Trên niết bàn á, phận sự niết bàn là diệt, vĩnh diệt. Dĩ nhiên kia diệt cái khổ, nuôi khổ từng cấp độ, bao giờ còn ái thì còn khổ sinh tử luôn, luân hồi. Nhưng mà ấy còn sân thì còn bị khổ của khổ, khổ cảnh. Hãy còn sân thì tối thiểu cũng phải xuống dục giới. Bởi vì còn khổ của cái cảnh giới. Mà hãy còn mà tà kiến thì sao? Thì còn hộ khẩu ở dưới đó. Mà diệt tà kiến thì muốn khổ cảnh không bao giờ, không giờ tới, không giờ tới nữa. Diệt được tà kiến thôi, muốn khổ cảnh không giờ tới nữa. Diệt được tà kiến là bậc diệu lưu chưa? Diệt được tà kiến bậc diệu lưu chưa? Bậc diệu lưu cái đó xuống vô khổ cảnh không? Không, nhìn diễn. Đó, niết bàn đó là vậy đó. Thích niết bàn phải hiểu niết bàn. Sắc pháp thì nó có tính chất là bị bể bụng. Danh pháp nó cũng có thể là sinh diệt, nhưng danh pháp không bể dụng. Tâm có thể sanh lên rồi diệt đi, nhưng người ta không có bể trẻ cái tâm này lại được. Không thể là tắt lìa tâm này lại được. Nhưng mà sắc pháp được à? Đây miếng gõ sắc pháp không? Đập bể được không? Cục đá đập bể được. Sắc pháp là có tính chất bể bụng. Thứ hai nữa là nó không có tri giác. Không có tri giác. Dù nó lớn như cái núi Tu Di Sơn hoặc là nó nhỏ như hạt cát thôi nữa, thì cái tính chất không tri giác nó không bao giờ thay đổi. Cho nên Paramattha không bao giờ thay đổi, dù lớn hay nhỏ vậy đó. Hạt cát có thể đập bể được không? Thì họ đập bể được thôi, họ nghiện. Dạ được. Được hay không được thôi. Nhưng làm thì làm, đập bể được không? Dạ được. Tâm đập bể được không? Tâm đập bể được không? Tâm không bao giờ tất, cắt là đó là những cái tính chất gọi là Paramattha, tuyệt đối là như vậy. Thì cái quan điểm này theo ngài của Thái Quan Xá chuyển người, chuyển người cũng có luôn. Nó chính là theo bộ sẽ dạy ngày bữa tối hồi sáng, những người đây không ám chỉ cái ách tác và cái ngã. Nhưng mà ở đây cái ngã này nó còn cái nữa là thực tính. Mà cái bộ phái này chủ trương như vậy đó, người được nhìn thấy hay là được nhận thấy là một cái sự thật cao, một chân thể tuyệt vời. Thì họ quan niệm rằng là có một cái gì đó nó tồn tại vĩnh hằng để nó đi từ kiếp này sang kiếp khác. Ừ.
Bây giờ là Đức Phật nói ở trong tiền kiếp Như Lai là cái này gì đó, họ sẽ hiểu rằng là có một cái gì đó nó không hề thay đổi và nó di chuyển từ cái kiếp sống này sang một kiếp sống khác mà nó không bao giờ thay đổi, cái nó mới thuộc về Paramattha. Nếu nó thay đổi thì nó không phải là Paramattha nữa, dù cho nó ở cõi người mà có tái sanh cõi chư thiên thì cái Paramattha này nó phải là như vậy, nó bao giờ thay đổi. Hay có lỡ mà nó rớt xuống địa ngục chăng nữa thì cái Paramattha này cũng vẫn là như vậy. Cái đó đó, cái đó là một cái sự thật, sách chí cách thá nó là một cái sự thật cao, nó như thay đổi, tức là nó vĩnh hằng đó. Mà giờ họ hiểu như vậy, họ hiểu như vậy. Và hơn nữa, thứ hai nữa là cái chủ cái lá này nó còn tương đương với một cái từ nữa, đó là sách tá chi vô. Sách tá là chúng sanh, chi quá là cái sự sống, sự sống của chúng sanh. Đó, ngày Bố Thắng Cô Sáng, ngày trong bản sẽ giải, ngày giải thích đó là sống, nhưng mà cái sự sống của chúng sanh này đó, bây giờ ở trên Bali gọi là sự sống, nhưng mà nó có thể bây giờ chúng ta có thể danh từ mới giờ nó gọi là cái linh hồn đó. Nó tương đương cái chữ Omo nữa. Bây giờ thì chúng ta hiện tại chúng ta là cái nó là một cái linh hồn, như ngày xưa chữ sách tá chi quá này nó có thể là một cái chân ngã, chân ngã, một cái tôi, nó có thật cái tôi mà nó thường hằng bất biến. Mà cái quan điểm này đó, nó không góc độ nào mà nhận xét đó, nó chính là cái tư tưởng Bà La Môn đã xâm nhập vô. Bởi tư tưởng Bà La Môn có là cái phạm thiên này nè, phạm thiên này nó chính là một cái đại ngã. Một cái đại ngã do ý muốn của phạm thiên sinh ra, ý muốn của phạm thiên cho nên chúng sanh này xuất hiện. Và chúng sanh xuất hiện này chính là cái sự sống của cái ông phạm thiên này cắt ra cho tặng cho, cho nên chúng sanh này là con người, con người mới có cái đó. Cho nên trong cái luận điểm này nó người chứ không nói là chúng sanh, nó người chứ không phải chúng sanh. Bởi con người này nó là hậu duệ của phạm thiên, tức là phạm thiên muốn thì con người này xuất hiện, ý muốn của phạm thiên. Mà cái sự sống của con người này chính là do phạm thiên này cho. Cho nên cái một con người này nó có một cái bút cá lô này nè, bút cá lá này nó có một cái gọi là tiểu ngã của này. Cho nên phải tu tập từ bi hỷ xả, nghĩa là tứ vô lượng tâm đó, để sau này cái tiểu ngã thì nó trở về hòa nhập cùng với đại ngã này. Đúng rồi, vậy thôi. Ông phạm thiên này là trường tồn bất biến, không có giờ bị tiêu hoại. Và trong cái bài kinh mà đầu tiên của Thường Bộ, tức là bài kinh Phạm Võng, Đức Phật trình bày tại sao với cái tư tưởng, nguyên nhân nào có cái tư tưởng. Bởi vì khi mà cái vũ trụ này á nó bị tiêu hại đi với một thời gian cực kỳ lâu, thì bây giờ nó thế giới nó bắt đầu hình thành trở lại. Hình thành lại thì cái phạm cung á bắt đầu đó hình thành, nhưng mà trống vắng,
Để bây giờ có vị Phạm Thiên ở tại Quan Thiên. Vừa mệnh chung ở đây nhưng mà phước cũng còn. Ở đây có gia nhị thiền này. Sau khi mệnh chung ở cõi này nhưng mà phước còn mới tái sanh xuống cái phạm cung ở cõi sơ thiền này. Đây là vị Phạm Thiên đầu tiên của cái đại kiếp này. Còn mình không sống trong cái phạm cung rộng thênh thang như Quỳnh Mậu à, người đầu tiên. Thì một hôm khởi nó ở đây rộng lớn, phải chỉ có người nữa xuất hiện cho vui. Thì vừa lúc ở khởi ý nghĩ như vậy đó, thì cũng vừa khi lúc đó nó ở cái Quan Âm Thiên này có không nữa cũng vừa chết. Vừa chết rồi là tái sanh xuống đây à. Thì ông Phạm Thiên thứ nhất này đó, nó à ta mới vừa nghĩ cái anh chàng này xuất hiện. Dạ anh chàng này do ta nghĩ cái nó có mặt rồi à. Còn Phạm Thiên thứ hai á, vừa xuất hiện xong á, ngó người ta không à, đại ông này nghĩ cái mình có mặt ở đây mình sinh ra từ ông. Đó là do sự suy diễn, không có chứng cớ gì hết. Giờ giống như vậy không, sự suy diễn này chúng ta gặp rất là nhiều. Mà những cái bộ này nói về cái nhân, cái đã gọi là nhân minh luận, tức là làm sáng tỏ cái nhân, làm sáng tỏ lên cái nhân, chứ không có do suy luận. Mà do cái suy luận gì cũng phải kiếm cái nhân cái nào đó. Còn nếu không chỉ là giả thuyết không thôi, mà cái giả thuyết này chưa được cho chưa được cái xác nhận, tức là chưa được kiểm chứng. Khoa học nó gọi từ này là gì ta? Nếu cái giả thuyết mà để gì làm sao cho xác nhận cái giả thuyết này là sao? Chứng minh à, chưa được chứng minh. Ví dụ giả thuyết lắp láp vậy đó, chẳng hạn mặt trời bình vân rồi bắt băng 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 ra sau này bị thuyết Big Bang đó. À, tiếng nổ lớn á, giạt ra. Và cái nhân này nó không phải là những cái định đề nha, không phải là định đề nha, không phải yêu cầu chấp nhận nha. Cái nhân này nó phải có thật, có rõ ràng. Như bây giờ cái suy luận cái cây cỏ mà nó héo úa nó rồi, ông chủ nó chết nó buộc, chẳng hạn như vậy, suy luận vậy đó. Cái suy luận này nó không có căn cứ, nó gọi là bá tinh chá đó, nó một cái ảo kiến. Nó tựa giống như là vần tăng dưới nước, mà cái bình luận cái vần tăng dưới nước không, mà quên mặt tăng thế nào, cái tìm hiểu mặt tăng dưới nước không, không có tương quan tìm hiểu. Nó là một cái ảo kiến hoặc là một cái ảo tưởng. Vậy cái ông Phạm Thiên thứ hai này nè, do suy luận, cho nên Đức Phật ngài nói là cái tà kiến xuất hiện do hai: một, tiếng nói người khác; hai là không khéo bắt ý. Ông Tăng Chi Kinh, tà kiến xuất hiện do hai nhân hay là hai duyên: một, tiếng nói người khác; hai, ta đi không khéo. Mà câu chuyện mà chúng ta thấy ở ngoài đời cũng vậy đó, nói đi nói lại biết là nó trở thành có thật. Như là cổ sử Tăng Sâm giết người, câu chuyện Tăng Sâm giết người á. Tăng Sâm là một cái người rất hiền lành, không có giết ai. Có một anh chàng khác của tên Tăng Sâm giết người. Bà mẹ của Tăng Sâm thật á, đang ngồi đang võ vậy đó, người tiếp chạy qua đó. Tăng Sâm giết người, ta đang truy bắt bà ở đó đi, làm gì chuyện đó, con mình cũng tin ai. Người thứ hai chạy qua nó, Tăng Sâm đang giết người kìa, ta đang truy bắt bà ở đó đi, làm gì chuyện đó, em hơi bán tin bán nghi à.
thứ ba chạy qua cái quảng bỏ chạy luôn. Nên cái điều gì mà được lặp đi lặp lại thì lâu dần nó trở thành sự. Mà cái điều đó thật sự không có. Thật sự không có. Giống như đốt cái tiền vàng bạc lặp đi lặp lại bây giờ trở thành là sự thật. Mà thật sự không có. Có một câu chuyện vừa rồi cũng vui vui. Nếu mà thầy bói thật sự á thì sẽ không sợ. Mà thầy bói lăng băm rất là sợ. Sợ nhất là thầy bói lăng băm á. Có nhà bà này, có nhà bà này. Một cái con này đây. Tai nạn sanh lên đủ chuyện, nhiều chuyện lắm. Đại khái là bệnh tật liên miên rồi tài sản nó suy sụp rồi bị xe đụng rồi kia. Đi coi con hòa thượng nha, con tài lão hòa thượng nha, rồi để cho cái nhà này trước đây có cái chùa, cái cổng chùa, mà cổng chùa quý vị biết mà cổng chùa bên Bắc Truyền mà phải không, biết không, có biết chùa Bắc Tông không, biết không, trước cổng chùa dựng ông Tiêu Diễn, ông Hồ Pháp. Yeah, dân gian gọi nôm na là ông thiện ông ác đó, nhưng mà là thực ngữ là ông Tiêu Diện, ông hộ hộ pháp, những người lâm thần hộ pháp với trời á, trời nó là nhà này à, lên là rồi tại vì cái chùa ông chuyện hàng này, cho nên ở trước cổng chùa có hai con ngó qua làm sao chịu nổi, nhờ cái chùa vợ cổng đi đi. Mà vậy rất sợ thầy bói lăng băm, rất sợ. Rồi hỏi giờ nếu mà con nói vậy coi vô bệnh viện, bệnh viện nằm đầy hết trơn á, bệnh nhiều lắm. Vậy phải mấy người nhiều nằm bệnh viện đó, có cái nhà nào đó, cái nhà của mấy người đó là có ông Tiêu Diện hộ pháp ngó qua, mà phải vậy thì người bệnh này là bị hàng này ngó qua của bệnh phải rồi. Còn mà bệnh không có. Ở do bệnh viện mà đụng xe rất là thường xuyên. Có phải mấy cái người mà bị đụng xe, cái nhà cũng bị hai ông này ngó qua không? Mà nếu mà phải á, thì à đúng. Còn nếu không phải á, thì cái nói chuyện thì vô căn cứ. Quý vị hiểu cho này ý xung nói không? Hiểu ý xung nói không? Cho nên nghe thì nghe. Nếu mà phải dùng cái nhân, cái đầu óc mình có cái nhân nằm đâu. Lái xe bạc mẹ thì mình xe đụng phải rồi. Lái xe mà không chịu coi trước coi sao, cứ ai cầm lái con ngó trời thì đụng cái rầm là phải. Coi nhân nằm đâu chứ không phải là do cái hai ông này ngó qua thì bị xe đụng. Quý vị hiểu xuống nói không? Đừng bao giờ tin vào tào lao á. Cho nên á, mình phải coi lại cái nguyên nhân. Cái bộ này nói về nguyên nhân, tìm cái nguyên nhân. Thì ông này thế thứ tê á, ông có nghĩ vậy là chẳng may cái ông thứ hai này nè phước yếu hơn. Mà phước yếu hơn thì phải chết sớm, đúng không? Phước ít hơn ông trước. Ông trước biết nhiều hơn, sống lâu ông này chết tái sanh xuống làm người Bukalo. Nhưng mà cái cốt tử, cái di truyền còn là Phạm Thiên. Phạm Thiên mới tái sanh nhân cho nên rất là tốt, mà là không có thích hưởng thụ. Ai muốn làm Phạm Thiên đừng giờ đừng có thích hưởng thụ, đi shopping cho nhiều khó làm Phạm Thiên lắm. Cho nên lo tu tập cái mới đắc được cái thắng trí, đắc được cái túc mạng minh, quay nhớ ngược lại quá khứ. Túc mạng minh là nhớ là một cái kiếm gần nhất của mình mới nhớ ở kiếp xưa mình ở Phạm Thiên, mà ra kiếp xưa mình là Phạm Thiên, mà mình cái Phạm Thiên này do ông Phạm Thiên kia sinh ra mình.
Nhưng mà đã có thắng tí rồi đó, bắt đầu dạy môn đệ. Tin không? Học trò tin không? Tin quá rồi nha. Cái túc mạng minh mà nghe chứng đắc là thiền rồi mà vậy là không tin là tin ai nữa. Thế là loan truyền từ 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 nảy sinh rồi. Hiểu ý xuống nó không? Hiểu không? Nên phải ý sư đâu đi hiểu Phật á. Nghe coi trong bài kinh mà Phạm Võng ở kinh đầu tiên của Trường Bộ mới có cái chủ thuyết này. Cho nên sắc tá chỉ sắc tá chi quá này có nghĩa là sự sống của chúng sanh, mà cái sự sống của chúng sanh này á theo Đức Phật nó phải là một cái linh hồn á, nó phải là một cái đại ngã tiểu ngã vậy á. Rồi mà nó là cái gì, nó là cái gì, cái sự sống của chúng sanh này là cái gì? Gì? Phải rồi, nó danh mạng quyền, nhưng mà đó cái nó là cái gì? Chúng sanh duy tồn do nghiệp, chúng sanh tồn tại do nghiệp, thì chúng sanh sinh ra cũng là nghiệp. Bài kinh này Đức Phật Ngài dạy cho Tô Ni Giá. Chúng sanh có nghiệp là thai tạng, có nghiệp là chúng sanh là kẻ thừa tự của nghiệp. Bao giờ không còn nghiệp nữa thì chúng sanh này sẽ dễ sao? Phải biết là gia lán còn nghiệp không? Gia lán còn nghiệp không? Nghiệp mới có tạo không? Không. Vị thánh A La Hán không có thuyết pháp không? Có giảng đạo không? Có giữ giới không? Vậy có tạo nghiệp mới không? Hả? Nghiệp là bao gồm cả tốt lẫn xấu. Nhưng mà vậy vị thánh A La Hán có tạo nghiệp không? Có không? Ai bảo vị thánh A La Hán không tạo nghiệp là sai. Nếu bảo vị thánh A La Hán không có tạo nghiệp nữa là ngài không có làm gì hết không? Cho dù ngài không có làm gì nữa, ngài còn tâm không? Ngài còn tâm, cái tâm nó có tâm sở tác ý không? À, tâm sở cố ý không? Có không? Có chê ta na không? Chê ta năng thích cơ quê cầm măng quá đa mến này cái thì khô như lây tuyên bố cố ý là nghiệp. Còn không? Nhưng mà ái dục của ngài còn không? Chính cái nghiệp này nó không thể tái sạch. Vậy thánh A La Hán đi giảng pháp người ta có cúng dường ngài không? Có không? Có phải là hiện nghiệp không? Có phải là hiện nghiệp không? Vậy thánh A La Hán ngồi pháp tọa người ta có đảnh lễ ngài không? Có phải hiện nghiệp không? Để còn nghiệp không? Còn. Còn quả có nghiệp không? Còn. Ngài sáng là Phật có đau bụng không? Đức Phật có nhức đầu không? Còn quả nghiệp không? Quả nghiệp còn, sao nghiệp sao không còn? Nghiệp mới có không? Ngài có tạo nghiệp mới không? Có tạo cái nghiệp mới đâu. Vậy thế nào là hai có tạo nghiệp mới không? Có còn người có còn tái sanh không? Ở chỗ đó là chỗ quyết định. Lý do ngài không còn ái dục nữa cho nên cái làm duyên để cho tái sanh không còn nữa, cắt cho đó rồi.
nghiệp giống như hạt giống nè, mà cảnh giới giống như là hạt giống gieo xuống đất vậy. Nhưng mà đất này là đất sa mạc, đố hạt giống lên được, nó khô cằn sỏi đá nó không có miếng nước nào sao lên. Mới có chút xíu nước mới nảy, nảy mầm. Mà giờ nước giống như ái dục á, nước thì không còn, không có. Cái hột bắp treo dàn bếp á, nó nảy mầm được không? Hạt, mà hạt bắp có không? Mầm sống của hạt bắp có không? Hạt bắp này có nảy mầm được không? Treo dàn bếp được không? Bởi sao vậy? Không có nước. Nó không có còn cái ái, thành ra không còn nước trong đó, thành ra nó chấm dứt, không còn tái sinh nữa. Ai bảo gì tánh A-la-hán không có tạo nghiệp mới đâu. Có nghiệp là nghiệp câu sinh nữa kìa, nghiệp đồng sinh nữa kìa. Ngài vẫn tạo nghiệp, nhưng sự tái sinh không có, vẫn nghiệp tái sinh không có, không bao giờ có. Lý do không phải vậy. Để thôi, câu trả lời đơn giản, thú vị vô cùng. Đừng nói thí dụ nha, thú vị thôi. Cho nên đừng có nói là vì Thánh A-la-hán có tạo nghiệp, tôi dặn lại mấy câu đó làm sao trả lời. Nói dặn cái tâm này, cái nội cái tâm này thôi. Vậy ra, vậy A-la-hán có cái tâm này không? Có không? Có không? Ở tâm này có đi chung với cái chơi tên nào không? À, xúc, thọ, tưởng, có không? Mà có cái này là có nghiệp đúng không? Có lấy công thức là nó giật rồi lấy gì đỡ? Cách gì đỡ nổi luôn. Tạo nghiệp vẫn có, nhưng mà nghiệp tái sanh không? Có. Rồi. Cho nên chữ quốc ca lô này tại sao sử dụng quốc ca lô không chỉ dùng chúng sanh? Bởi vì các bạn luôn tự hào mình, mình là hậu vệ của Phạm. Thì cái con chó con mèo không phải. Con chó con mèo con gà con vịt nó là sách tá. Chứ bây giờ nó sử dụng chữ người. Hiểu từng từ ở trong trong kinh gia, anh Ngọc hiểu chưa? Mà cái sự sống chúng sanh này nó chính là nghiệp, chứ không có một cái gì, chứ không có một cái gì gọi là nó di chuyển hết, mà chỉ trừ cái luồng nghiệp lực này. Và ở trong bộ cho sứ giải thích rằng 500 câu này vì cái thứ nhất là cái cá qua đi tức là tự ngôn, tức là cái này cái lời này của Đức Phật, ngài tự ngôn và ngài đúng hai vai trò, một là ngài vừa hỏi xong, thứ hai ngài đáp. À, cái đáp là bắt đầu là đi, tức là người khác. Người khác. Cho nên sau này trong những bản chánh tạng hoặc là những bản dịch đó, như cái bản dịch của chị Bình Hương á, có sơ sót một cái đó, là chữ T đó, chị đó là thầy đó, cô ta nó không phải là sai,
nhưng mà chính xác không chính xác. Mặc dù Tarabara bảo vệ luận điểm này cho là chính thống, nhưng mà chữ T này phải hiểu ngầm là của Đức Phật tự ngôn, cho nên trong bản dịch của ngài thực sự là chính xác. Là Sakkāwadi, chính tạng là Sakkāwadi. Cho nên chữ T chúng ta hiểu ngầm là T hoặc là chính thống hoặc là Tarabara, nếu mà trong sau này quý vị học. Nhưng mà nếu như Tarabara này, bởi vì phải hiểu ngầm là Tarabara này là người đi theo cái truyền thống chính thống. Còn chữ B này là người khác, người khác Tarabara, lời người khác, Tarabara là người khác bên ngoài.